Tôi thấy có rất là nhiều bạn hỏi tôi là chứng cứ đã dành ra như thế thì anh chia tay luôn Phương Anh hay chưa. Thực ra là lúc đấy thì tôi cũng có nóng giận thật, nhưng để chia tay ngay một người đã từng rất yêu thì tôi lại không thể nào mà đành lòng dứt khoát được. Lúc mà con người ta giận quá thì thường mất đi cái khôn. Trong cái thời gian mà nóng giận cùng với sự bồng bột, thay vì nói chuyện rõ ràng hay là đính chính việc này với Phương Anh thì tôi lại làm một việc ngu ngốc không thể nào tưởng tượng nổi. Do là tối hôm đấy tôi đi quẩy với đội thằng Vũ về muộn, sáng hôm sau ngủ quên nên là cúp học luôn. Thành ra là tôi lại phải nghĩ cách vẽ ra 72 phép thần lươn để có thể đối phó với sự chất vấn sắp tới của thầy chủ nhiệm và mẹ tôi. Tôi đang loay hoay nghĩ cách cùng với pha gói mì ở dưới bếp ăn cho đỡ đói thì bỗng dưng ở ngoài cửa có tiếng Lily gọi vào nheo nhéo: Hơi, cậu có ở trong nhà không? Đến đoạn này thì tôi lại phải biến thân thành một nghệ sĩ nhà hát kịch nhân dân này, làm một khuôn mặt ủ rũ cùng với lại cơ thể khá là rệu rã đi ra mở cửa. Chào Ly, cậu sang gọi tớ có gì không? Tôi nhập vai như một diễn viên chính quy thều thào trả lời. Mặt Lily lúc này thì tỏ vẻ rất là hoảng hốt rồi đi lên sờ chán tôi. Sáng nay thì tớ không thấy cậu đi học cũng không thấy báo cáo gì cả. Chán của cậu nóng lắm, hình như là cậu bị ốm rồi đây này. Lúc này thì tôi mới nghĩ ở trong đầu là